Rồi, cô Thủy sẽ chia sẻ cái cách mà mình học từ vựng tiếng Anh. Bây giờ cái cách học từ vựng tiếng Anh đầu tiên nhất á, là mình nên học cái chữ. Mình chỉ biết cái âm trước. Ví dụ như cái này tiếng Anh gọi là gì? Flower. Flower, cái hoa. Bây giờ việc đầu tiên á, mà khi mình học tiếng Anh á, mình phải học nghe, nói rồi mới tới đọc rồi tới viết, đúng không? Mình phải nghe trước, mình nghe mình hiểu mình mới nói được chứ. Mình không hiểu thì mình sao nói được. Bây giờ mình nghe, bắt đầu mình nghe trước, đừng bao giờ mình học bằng cách viết trước hết á, hoặc là học xong viết liền, nó rất là cực. Bây giờ mình học bữa giờ đã được 2 tháng rồi đúng không? Lần trước tới giờ là được 2 tháng, thì 2 tháng thì mình ít nhất cũng được 10 buổi rồi, thì mình tập làm quen. Cho nên mình làm quen, mình thấy bây giờ cái âm nó không còn khó nữa. Như vậy bây giờ mình nhìn vào đầu tiên là mình phải đọc nó là ô, tiếng Việt mình ô, cái này là cái hoa, giống như những mấy đứa bé nó nhỏ, nó lớn lên á, nó trước 5 tuổi á, nó nhìn nó biết, như người Việt mình nó nhìn vô ô cái này gì là gì vậy con, nó nói là ô cái này là cái hoa, nhưng mà nó có biết chữ được không, bé trước 5 tuổi có biết chữ được không? Không biết chữ được, nhưng mà hỏi nó biết không, nó biết. Như vậy rõ ràng là mình phải biết cái từ đã trước, đã nói được, đã nghe được, đã rồi mình mới học, mình mới đọc, rồi mình mới viết. Rồi bây giờ việc đầu tiên là mình biết cái này là cái hoa, tiếng Anh gọi là Flower. flower. Rồi bây giờ mình nhìn vào đây là cái gì nè? Món quà. Món quà. Món quà tiếng Anh gọi là present. 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 Rồi bây giờ tới cái con chim cánh cụt. Con chim cánh cụt tiếng Anh gọi là Penguin. penguin. Đúng rồi. Rồi Penguin. dưa Watermelon. hấu. Watermelon. Gia đình. Family. Family. Bây giờ khi mà mình biết được cái chữ tiếng Anh nó đọc như thế nào rồi á, thì mình rap âm rất là dễ. Mình học là mình sẽ học theo cái âm. Bây giờ cái chữ flower, tiếng Anh nó khác tiếng Việt là tiếng Anh nó có nhiều âm tiết. Tiếng Việt mình là đơn âm, tiếng Việt là đa âm. Vậy chữ flower theo em nghĩ nó có bao nhiêu âm tiết? Mình biết âm tiết mình bằng cách mình làm thế nào? Vỗ tay. Flower. Mình nghe mấy lần nè. Ba Flower. Mấy lần? ba lần. Nghe kỹ này nha. Flower. Mấy lần? Flower. Clap hand mấy lần? Vỗ tay mấy lần? Flower. Hai lần đúng rồi. Bây giờ Flower. bây giờ mình biết cách đọc rồi đúng không? Mình biết đọc cái hoa gọi là flower. Nhưng bây giờ làm cách nào để mình viết cho nó dễ? Bây giờ cách viết là như thế nào? Mình đọc là flower. Mình thấy nó hai âm đúng không? Bây giờ cái chữ flower, flower nó âm là fl, fl. Chữ gì có âm fl? Nó sẽ là fl, đồng ý không? Rồi ow, ow nó có âm ow. Flower. Rồi chữ này hoàn thành chưa? Chưa đúng không? Flower. Bây giờ mình thấy chữ flower, so bây giờ mình đổi ngược lại nè. Flower. ER nó có âm ơ. Flower. Rồi bây giờ cái chữ nó đúng rồi phải không? Cái chữ sắp xếp lại đúng rồi. Flower. Hai âm tiết. Vậy thì khi mình học á, mình sẽ học cái từng âm một. Âm thứ nhất nó có bao nhiêu chữ? 1, 2, 3, 4. Mình sẽ cố gắng nhớ. Nhớ trong đầu, mình nhắm mắt lại mình nhớ. F, L, O, W. Rồi, âm kế tiếp là âm R. Âm R gồm hai chữ kết hợp lại thành âm R. Chữ gì? I và chữ O. Có thấy không? Rồi, flower. Vậy bây giờ, để nhớ được cái chữ này, mình xem có tất cả bao nhiêu chữ cái trong này. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Và có bao nhiêu âm? Hai âm. Như vậy mình sẽ kết hợp từng âm một lại và để nó hoàn thành cái chữ này. Rồi nghĩ làm được không? Rồi qua từ kế tiếp, món quà. Món quà tiếng Anh gọi là gì? Present. Present. Bây giờ mình nghe present bao nhiêu âm tiết, mình vỗ tay coi. Present mấy âm tiết nè? Như vậy mình nghĩ cái âm này hay âm này nó có pre. Nhìn vào hai cái cụm này mình thấy âm nào? Pr, pr, pre, đúng không? Rồi bây giờ present, tại sao nó ra âm dình? Chữ s này khi nó đứng giữa hai cái nguyên âm á,
nó bị nhão ra, nó thành âm giờ thay vì âm s. Yeah. Present. Giống như chữ be gì chứ không phải là busy. Yeah. Rồi, present. Present. Mình ráp hết chưa? Present. Yeah, rồi. Rồi, cái chữ nó hoàn tất chưa? Yeah, rồi. Như vậy, chữ này có bao nhiêu mẫu chữ cái? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vậy mình nhớ cái âm đầu tiên có bao nhiêu chữ cái nè? Dạ, 3. 3. Âm thứ hai? 4. 4. Vậy tất cả có bao nhiêu chữ cái? Dạ, 7. 7. Như vậy mình sẽ nhớ trong đầu mình âm thứ đầu tiên là ba chữ cái mình đọc là pre, P-R-E, engine, S-E-N, T. Right. Thì mình ráp nó vậy. Ráp hết như là tiếng Việt vậy. Đồng ý không? Yeah. Rồi, bây giờ qua chữ penguin. Con chim cánh cụt tiếng Anh gọi là? Penguin. Bao nhiêu âm tiết nè? Penguin. Alright. Bây giờ hai âm tiết đúng rồi. Bây giờ pen. Giống cái viết không? Pen. Trong cái cộng hai cái âm này, âm nào đi trước? Penguin. P, N, N, pen. Right? Yeah. Rồi, mình nghe âm win. W. Chữ này nó hơi khó một chút xíu. G, U. Mình phải nhớ là W. Rồi, âm in nè. Phải chữ in bên trong không? Penguin. Penguin. Vậy chữ này có bao nhiêu chữ cái? Yeah, 7 chữ cái nữa. Mình nghĩ mình nhớ được không? Mình nhớ chữ pen. Cái viết trước nè, thấy không? Yeah. Mình thấy chữ in không? Mình sẽ bỏ đằng cuối cùng, in là bên trong. Yeah. Đúng không? Thì mình nhớ lại là GU nữa. Đó là cái mẹo học chữ penguin. Bây giờ nghĩ là viết được không? Yeah, penguin. Qua chữ kế tiếp. Cô, con chim đó là cái từ của nó là viết cùng một lúc vậy luôn hả? Đúng rồi, penguin là con chim cánh cụt. Yeah. Tại cái đây cô Thủy tách cái âm nó ra nè. Yeah. Để cho mình hình thành cái âm trong đầu. Yeah. Mình nói lại. Chữ này. Dưa hấu tiếng Anh gọi là gì? Watermelon. Watermelon. Bây giờ mình thử vỗ tay xem nó có bao nhiêu âm tiết. Watermelon. Mấy âm tiết nè? 4. Bây giờ nhớ là chữ W á, cái âm của nó là âm gì? Âm W. W. Vậy thì chữ nào mình đi trước nè? Watermelon. Chữ nào mình trước? W. W. Khi mà chữ A đi sau chữ W á, chữ A đi sau chữ W, nó có âm là âm O. Wow. Wow. Ừ, nó sẽ không có âm A nữa mà đọc là âm O. Vậy cho nên mình mới đọc là water. Wow. Bây giờ t, chữ gì có âm t? T nè. Rồi mình có thấy chữ Y nè, nó âm ơ không? ER nó âm ơ không? Chữ đây ER này thấy chưa? Yeah. Water. Giống tiếng Việt không? M, m. M, em mê. Mê. And lần. L O N. Melon. Melon là quả dưa, nhưng mà watermelon là quả dưa có nhiều nước gọi là dưa hấu. Chữ melon không là dưa. Rồi, watermelon. Bây giờ nó bao nhiêu tiếng? Watermelon. Chữ này nó dài không? Nó dài tới 4 âm tiết. Mình nghĩ là có khó biết hay là không khó? Không khó. Không khó. Vì sao không khó? Vì mình đã tách được từng cái âm tiết ra. Yeah. Khi mình tách âm tiết ra, mình chỉ việc nối âm tiết lại với nhau thì nó thành cái chữ. Thì dù cái chữ nó dài bao nhiêu đi nữa, nó không quan trọng. Mà quan trọng mình biết được cái âm mình nối lại thì nó dễ thôi. Yeah. Bây giờ em nghĩ là em nối được không? Watermelon. Ok, nhớ âm đây là âm er, er, âm er, và âm đây là âm ow, nhớ chưa? Rồi, từ kế tiếp là từ gì? Family. chữ y nó đọc là ơ, tại vì nó bị family. Nó bị yếu, nó đọc là family chứ family. 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 Rồi, family. Chữ gì có âm phờ này? F. F đúng rồi. Chữ F có âm phờ. Phờ F pha. Family. Bao nhiêu âm tiết? Ba âm tiết. Pha m m family. Chữ Y nó có âm Y đằng cuối. Đọc là family. 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 Yeah. Family. Rồi, từ cuối cùng. Cái xe. Xe đạp tiếng Anh gọi là gì? Bicycle. Bicycle. Đúng rồi. Khi mình đọc được thì mình sẽ ráp phần được. Bicycle. Alright. Bây giờ mình làm từ bicycle. B. I. Bike. Đúng không? Yeah. Rồi, từ kế tiếp. C. CY.
Thì chữ C này mà nó đi với chữ Y á, hoặc nó đi với chữ Y, hoặc nó đi với chữ I á, nó ra âm S thay vì âm C. Thì đọc là bicycle. Cool. Mà C L L Y nó ra âm O. C cổ bicycle. Thấy chữ này không? L Y nó ra âm O giống như apple, table. Bây giờ mình nói lại bicycle, chữ này có bao nhiêu tiếng? Ba âm tiếng bicycle. Rồi, bây giờ cái hoa tiếng Anh là gì? Flower. Ok. Món quà. Present. Con chim cánh cụt. Penguin. Dưa hấu. Watermelon. Gia đình. Family. Xe đạp. Bicycle. Ok. Bây giờ cô thể hỏi một cách chung chung nha, hỏi đảo lộn lên nha. Hỏi tiếng Việt phải trả lời tiếng Anh, hỏi tiếng Anh trả lời tiếng Việt. Are you ready? Yes. Ok. Cái hoa. Flower. Gia đình. Family. Con chim cánh cụt. Penguin. Món quà. Please. Present. Present. Yes. Dưa hấu. Watermelon. Xe đạp. Bicycle. Xe đạp. Bicycle. Present. Món quà. Penguin. Con chim cánh cụt. Family. Gia đình. Watermelon. Dưa Bicycle. hấu. Flower. Bông hoa. Ok, bây giờ mình biết cách phát vần rồi đúng không? Bây giờ mình thử đặt những cái từ nào vô trong trong câu đơn giản thôi ha. Mình đặt những cái từ này vô trong câu mình sẽ dễ nhớ hơn. Bây giờ mình học sẽ hai cái động từ thôi. Động từ đó là động từ gì? Like. Like là gì? Thích. Và động từ have. Have là gì? Có. Mình chỉ cần hai cái động từ này thôi. Like là thích và have là có. Rồi. Sẵn sàng chưa? Yes. Okay, are you ready? Yes. Alright. So hôm nay mình tập trung vào hai chữ đó là chữ like là thích và have là có đúng không? Yes. Đây là động từ thường, cho nên khi mình hỏi câu hỏi thì mình mượn trợ động từ to do để đặt. Thì khi đối với động từ thường mình hỏi câu hỏi là do you thì khi mình trả lời là gì? Yes I do. No I don't. Đồng ý chưa? Rồi. Nếu cái câu này mà mình xuống thành cái câu thường thì mình nói như thế nào? You like flower. Bạn thích hoa, đúng không? Thành câu hỏi, bỏ chữ do vô. Chữ do này có nghĩa gì không? Vậy tại sao bỏ chữ do này? Để tạo câu hỏi. Nó chỉ có chức năng văn phạm nhưng không có nghĩa. Đồng ý không nè? Rồi. Bây giờ có thể hỏi nha. Do you like flowers? Em có thích hoa không? Em sẽ trả lời là yes, I do. Và cô Thủy hỏi lại một lần nữa, em sẽ trả lời là em không thích. Đồng ý chưa? No. Okay, are you ready? Yes. Do you like flowers? Yes, I do. Do you like flowers? No, I don't. Do you like present? Yes, I do. Do you like presents? No, I don't. Okay. Do you like penguins? Yes, I do. Do you like penguins? No, I don't. Number four, do you like watermelons? Yes, I do. Do you like watermelons? Yeah, no, I don't. Alright, câu cuối cùng là từ have, là có, phải không? Yeah. Do you have a bicycle? Yes, I do. Okay. Do you have a bicycle? No, I don't. Okay. Khi mình nói chung chung á, danh từ tiếng Anh á, mà mình nói chung chung mà danh từ nó đếm được, thì nó phải thêm S ở đằng cuối. Bây giờ có nhìn thấy S không? Vậy cái chữ flower, một hoa và nhiều hoa, nó khác nhau ở S. Tiếng Việt mình có số ít số nhiều không? Không có. Cho nên cái tiếng Anh á, nhớ đọc chữ S đằng cuối. Yeah. Nha. Thấy thấy không? Nhìn thấy chữ S không? Chữ S này không có nghĩa là bạn có thích những bông hoa không? Không phải như vậy. Mà mình chỉ dịch một cách tương đối là bạn có thích hoa không? Hỏi chung chung. Rồi.
Bây giờ cô Thủy sẽ trả lời em đặt câu hỏi. Are you ready? Yes. Okay. Started. Do you like flowers? Yes, I do. Do you like flowers? No, I don't. Do you like present? Present. 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 Yes, I do. Do you like present? No, I don't. Do you like penguins? Penguins. 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 Yes, I do. Do you like penguins? No, I don't. Do you like watermelon? Yes, I do. Do you like watermelon? Watermelon. 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 Yes, I do. Do you like watermelon? No, I don't. Do you like... Do you have? Have. Do có. You have? Have. Have. Ha. Ha, 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 ha. Mình cười ha, ha. Have. Have. Do you have? Do you have a bicycle? Do you have... A bicycle? A bicycle? Yes, I do. Do you have a bicycle? No, I don't. Have. Have là có. Like là gì? Present là gì? Present. Câu này thứ nhất là gì? Bạn có thích flower. Hoa không? Vâng, tôi thích. No, không, tôi không thích. Câu thứ hai là gì? Bạn có thích quà không? Vâng, tôi thích. Không, tôi không thích. Câu thứ ba, bạn có thích những con chim cánh cụt không? Vâng, tôi thích. Không, tôi không thích. Câu thứ 4. Bạn có thích dưa hấu không? Watermelon. Vâng, tôi thích. Không, tôi không thích. Yes, I do. No, I don't. Và câu cuối cùng. Bạn có xe đạp không? Yes, I do. Dạ có. No, I don't. Dạ không có. Phải không nè? Bây giờ cô Thủy đọc một lần nữa. Cô Thủy nói tiếng Việt, em phải đọc câu tiếng Anh. Are you ready? Bạn có thích hoa không? Do you like flowers? Vâng, tôi thích. Yes, I do. Không, tôi không thích. No, I don't. Bạn có thích món quà không? Do you like presents? Vâng, tôi thích. Yes, I do. Không, tôi không thích. No, I don't. Bạn có thích những chú chim cánh cụt không? Do you like penguins? Penguins. Penguins. Vâng, tôi thích. Yes, I do. Penguins. No, yes, I do. Chị trả lời là em có thích không? Dạ, em thích yes, I do, chứ không có yes, I do penguin. Nếu mà trả lời nguyên câu là yes, I like penguin, chứ không có I do penguin. Là cái từ penguins. Okay. Penguins. Penguins. Penguin. 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 Win. 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 Giống như hoa quỳnh á. Người Bắc họ gọi là hoa quỳnh đúng không? Hoa quỳnh. Penguin. 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 Tiếng Anh nó sẽ có hai có chữ hai âm tiết, nó nhấn âm đầu tiên. Penguins. 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 Yeah. Được không? Penguin. Yeah. Alright. Chữ thường thường tiếng Anh hai âm tiết, nó nhấn âm đầu và nó hạ âm cuối. Yeah. Như present. Right. Flower. 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 Present. Penguin. Watermelon. Watermelon. Chữ này nó nhấn âm thứ ba, tại vì chữ bốn tiết thường hay nhấn âm ba. Watermelon. Rồi, bicycle. Từ ba âm tiết cũng hay nhấn âm đầu. Bicycle. Alright. Bicycle là gì? Xe đạp. Penguin là gì? Là con chim cánh cụt. Watermelon. Là dưa hấu. Flowers. Món quà. À, flower. Quà. Present. Món quà. Rồi, bây giờ nắm được chưa? Yeah. Are you ready? Okay. Do you like flowers? Yes, I do. Do you like flowers? No, I don't. Do you like presents? Yes, I do. Do you like presents? No, I don't. Do you like penguins? Yes, I do. Do you like penguins? No, I don't. Do you like watermelons? Yes, I do. Do you like watermelons? No, I don't. Do you have a bicycle? Yes, I do. Do you have a bicycle?
No, I don't. Okay. So, nắm được rồi đúng không? Yeah. Okay, mình về nhà mình sẽ luyện, nó sẽ quen cái miệng thôi. Yeah.